Chắc hẳn tất cả quý vị đến với dự án Đại Đô Thị Mây Hôm Capital Phú Quốc, chúng ta cũng đã có những thông tin liên quan đến dự án của chúng tôi. Và dù chỉ mới triển khai, với tiềm lực tài chính vững mạnh, được đầu tư bài bản và triển khai nhanh chóng, vượt tiến độ, tất cả các dòng sản phẩm của Mây Hôm Capital Phú Quốc của chúng tôi đã nhanh chóng tạo nên sức hút trên thị trường bất động sản và xác lập vị thế dẫn đầu tại thị trường bất động sản sôi động nhất hiện nay, đó chính là Phú Quốc của chúng ta. Hôm nay tôi rất vui và rất vui mừng khi tôi cùng với quý vị tổng kết lại những kỳ đắt giá để tạo nên sức hút của Đại Đô Thị Mây Hôm Capital Phú Quốc, thành phố tinh khiết, lõi trung tâm đảo Ngọc. Xin kính mời quý vị. Nhắc đến bất động sản, chúng ta sẽ nhắc đến vị trí. Tôi sẽ nhắc đến vị trí là yếu tố đầu tiên, sở hữu vị trí lõi trung tâm của đảo Ngọc. Mây Hôm Capital Phú Quốc nằm ngay cảng biển quốc tế An Thới, cách sân bay Phú Quốc và khu phi thuế quan đầu tiên tại Việt Nam chỉ 10 km. Giao điểm vùng biển này còn liên kề các tổ hợp nghỉ dưỡng 5 sao hàng đầu như là Cáp Treo Hòn Thơm, tụ họp đông đảo các khách du lịch đến với Phú Quốc của chúng ta, quần thể vui chơi giải trí biển Hòn Thơm và các điểm du lịch nổi tiếng khác tại Phú Quốc. Với vị trí lõi trung tâm của Phú Quốc, Đại Đô Thị Mây Hôm Capital Phú Quốc nằm trên 4 trục đường huyết mạch quý vị có thể nhìn thấy trên màn hình của ta. Để kết nối giữa Nam và Bắc đảo, quý vị có thể quan sát trên màn hình, chúng ta sẽ thấy những tuyến đường màu vàng là các trục đường kết nối Bắc Nam, như đại lộ trung tâm An Thới có lộ giới lên đến 36m, đường DT46, đường DT975 với lộ giới lên đến 60m, đại lộ Hoàng Hôn nối với đại lộ con đường ven biển. Đặc biệt khi đường DT975 sau này là quy hoạch thành đường cao tốc Bắc Nam dành riêng cho vận tải đường dài và luân chuyển hàng hóa, thì đại lộ trung tâm An Thới của chúng ta sẽ là tuyến đường dành cho tất cả các khách du lịch đến với Phú Quốc. Khách đến Nam đảo sẽ phải di chuyển xuyên qua dự án Đại Đô Thị Mây Hôm Capital Phú Quốc của chúng tôi. Lợi thế này giúp cho Mây Hôm Capital Phú Quốc như một chiếc phễu đón chọn tất cả những lượng khách tinh hoa đến với Phú Quốc. Kết hợp với đó là con đường ven biển Bãi Trường cực kỳ đắt giá, giống như đường đại lộ Võ Nguyên Giáp tại Đà Nẵng và đường Trần Phú ở Nha Trang của chúng ta. Kính thưa quý vị, đặc biệt đại lộ Ánh Sao, đại lộ Bình Minh và đại lộ Ánh Trăng của Đại Đô Thị Mây Hôm Capital Phú Quốc là các trục đường kết nối Đông Tây, nối liền giữa hai bờ biển đẹp nhất Phú Quốc, đó chính là Bãi Trường và Bãi Sao. Thưa quý vị, chưa kể đến 100% tất cả các tuyến đường huyết mạch bao quanh dự án chúng tôi đều có lộ giới từ 36 đến 60m, đảm bảo cho việc lưu thông thông thoáng giữa kết nối đến dự án Mây Hôm. Với hệ sinh thái kết đô thị độc bản đầu tiên tại Việt Nam thì chúng tôi ra mắt đến thị trường bất động sản. Vị trí lõi trung tâm của An Thới đón chọn tiềm năng tăng trưởng của phường An Thới và có chung tầm nhìn với sự phát triển của thành phố Phú Quốc. Mây Hôm Capital Phú Quốc mang sứ mệnh trở thành một đô thị đẳng cấp, trung tâm kinh tế, văn hóa, tài chính của thành phố Phú Quốc. Chính vì vậy, chúng tôi đầu tư hết sức bài bản và hoàn chỉnh ngay từ đầu với hệ sinh thái đô thị kép đầu tiên tại Việt Nam. Quy hoạch kiến trúc đồng bộ, hoàn thiện cơ sở hạ tầng, nội khu, kết nối giữa các trục đường huyết mạch tại Phú Quốc, phát triển hệ thống tiện ích thông minh và cực kỳ đa dạng. Để xây dựng nên một hệ sinh thái kép đô thị thông minh, chúng tôi đã ký kết và hợp tác chiến lược với tất cả các đơn vị nổi tiếng trên toàn thế giới. Cụ thể, quý vị có thể nhìn thấy trên mình như là Dark Horse, như là One Landscape, như là Ông Men Ông, Nhà Thầu Hòa Bình, Daewoo ENC, Tập đoàn Accor và đơn vị quản lý vận hành CBIE. Kính thưa quý vị, Mây Hôm Capital Phú Quốc được kiến tạo dựa trên tầm nhìn vượt thời gian khi được đầu tư cơ sở hạ tầng vô cùng đồng bộ và hiện đại. Chúng tôi trang bị hệ thống pin năng lượng mặt trời và nước uống tại vòi, cũng như trường liên cấp quốc tế chuẩn đầu tiên tại Phú Quốc từ mầm non đến đại học, hệ thống tháp tài chính ngân hàng, cùng trung tâm thương mại, các cơ sở y tế, các công trình công cộng, các cơ quan hành chính và hàng trăm tất cả tiện ích lớn bé tại dự án Đại Đô Thị Mây Hôm Capital Phú Quốc, trung tâm thể dục thể thao, trung tâm hội nghị quốc tế. Và không dừng lại ở đó, thành phố tinh khiết lõi trung tâm đảo Ngọc Mây Hôm Capital Phú Quốc còn được bao quanh bởi 3 dãy núi, đó chính là núi Rada, núi Vô Hương và núi Kiến Văn, cùng hệ thống chuỗi công viên hồ, công viên sông và công viên đại dương quý vị có thể nhìn thấy trên màn hình,
được ví như long mạch Phồn Hoa, kết nối giữa hai bờ đông tây của Phú Quốc, đó chính là bãi Trường và bãi Sao. Với hệ sinh thái ngôi nhà, chúng tôi trang bị cho cư dân của chúng ta toàn bộ giải pháp tổng thể về nguồn nước. Đối với bất kỳ một thành phố nào, nước sạch và nước ngọt luôn đóng vai trò cực kỳ quan trọng cho sự phát triển kinh tế và giao thương của toàn đảo. Thấu hiểu điều này thì chúng tôi đã ứng dụng các giải pháp tổng thể về nguồn nước và năng lượng xanh của tập đoàn Tân Đại Thành cho từng ngôi nhà. Thưa quý vị, đây là công nghệ độc quyền chỉ có tại tập đoàn Tân Đại Thành của chúng tôi. Chúng tôi đã triển khai tại rất nhiều các dự án du lịch nghỉ dưỡng, khách sạn, chung cư, các thành phố lớn như Hà Nội, Hồ Chí Minh và một số các thành phố khác tại Việt Nam. Bên cạnh đó, toàn bộ các căn nhà tại dự án của chúng tôi đều có trang bị hệ thống pin năng lượng mặt trời, trong đó có trung tâm thương mại, các tháp văn phòng tài chính, trung tâm vui chơi giải trí. Chúng tôi cũng trang bị thêm hệ thống pin năng lượng mặt trời và rất nhiều những địa điểm uống nước sạch tại vòi tại dự án. Nguồn năng lượng mặt trời này, điện năng dư thừa sẽ được hòa với lưới điện của thành phố Phú Quốc cho các khu vực khác. Với vị thế phong thủy đẹp và giá trị sống từ hệ sinh thái kép đô thị độc đáo, đại đô thị Mây Hôm kết hợp Phú Quốc sẽ là chốn an cư lý tưởng cho cộng đồng cư dân thịnh vượng của thành phố Phú Quốc trong tương lai không xa. Và thưa quý vị, đơn vị quản lý vận hành cũng là một đơn vị mà chúng tôi quan tâm nhất cho với dự án của chúng tôi, để kiến tạo nên một bất động sản an cư hạng sang có giá trị bền vững, vượt thời gian thì không thể thiếu qua đơn vị quản lý vận hành. Hệ thống quản lý vận hành thông minh và đóng vai trò cực kỳ quan trọng cho việc gia tăng những giá trị của bất động sản thông qua việc đem lại những giá trị an toàn, tiện dụng cho tất cả quý vị khách hàng của chúng ta. Tại Mây Hôm Capital Phú Quốc thì chúng tôi thiết lập một đặc quyền riêng cho tất cả cư dân, đảm bảo tính riêng tư và tuyệt đối thông qua việc hợp tác với những đơn vị uy tín hàng đầu trên thế giới, đó chính là CBI. Và một vấn đề hết sức quan trọng, đó chính là sở hữu lâu dài. Tôi muốn chia sẻ cho tất cả quý vị, nó khá đơn giản nhưng khá quen thuộc. Như quý vị đã biết là đất đảo Phú Quốc là hữu hạn, và quỹ đất để dành cho sự phát triển những cái đô thị giống như Mây Hôm Capital Phú Quốc của chúng tôi gần như là không còn. Và Mây Hôm Capital Phú Quốc nằm trong quỹ đất 6% sở hữu lâu dài duy nhất trên trục đường dài nghỉ dưỡng của bãi Trường. Tại sao lại có con số 6% như vậy? Quý vị có thể thấy trên màn hình, tổng diện tích đất ở Phú Quốc đó là 56.200 hecta, nhưng chỉ có 3.851 hecta đất được cấp sổ sở hữu lâu dài và chia cho 3 khu đô thị, đó là khu đô thị Dương Đông, khu đô thị An Thới và khu đô thị Cửa Cạn. Để thấy được rằng quý vị sở hữu một sản phẩm tại Mây Hôm Capital Phú Quốc là quý vị có thể có ngay trong tay một cuốn sổ đỏ sở hữu lâu dài nằm trong quỹ đất 6% vô cùng khan hiếm tại Phú Quốc của chúng ta. Và thưa quý vị, trước khi kết thúc phần thuyết trình của mình, tôi muốn chia sẻ với quý vị, với đại đô thị Mây Hôm kết hợp Phú Quốc thì chúng tôi mong muốn trải nghiệm hoàn toàn mới và không bao giờ dừng lại. Và chúng tôi cũng luôn tăng thêm những giá trị, những trải nghiệm mới cho cư dân và du khách. Đó chính là lý do tại sao chúng tôi tạo nên khu phố Hàn Quốc không ngủ trên trục đường chữ T Sầm Uất. Đó là công viên ánh sáng lộng lẫy, đặc sắc với thành phố đảo nhiệt đới đa sắc màu. Đây là khu vườn băng tuyết Ajango. Đây là điểm đến check-in độc đáo, mang đến sự tươi mới, gần gũi và cho tất cả cư dân chúng ta có thể cảm nhận được bốn mùa ngay tại Phú Quốc của chúng ta. Chúng tôi tạo nên những giá trị sống trải nghiệm vô cùng đắt giá cho cư dân. Và tôi tin chắc rằng đại đô thị Mây Hôm kết hợp Phú Quốc sẽ trở thành một đô thị đáng sống bậc nhất tại Phú Quốc. Đây là một nơi để an cư, một nơi để nghỉ dưỡng. Và nhân dịp năm mới, tôi xin chúc cho tất cả quý vị khách hàng, chúc cho tất cả quý vị đại biểu nâng tầm an cư, đầu tư chắc thắng, thành công cùng dự án đại đô thị Mây Hôm Capital Phú Quốc của chúng tôi. Một lần nữa xin trân trọng cảm ơn.